ra trên tay em là một chai mật ong đặc sản của Minh Hóa. Chúng ta sẽ có một cơ hội để cược điểm. Em xin cược điểm ở câu hỏi đầu tiên. Cơ hội dành cho những bạn còn lại. Mang về cho bạn thêm số điểm là 30 điểm. Tại sao bạn lại không cược điểm ở câu hỏi này ạ?